Trung Quốc vừa cho biết sẽ phóng phòng thí nghiệm không gian thứ hai lên quỹ đạo mang tên Thiên Cung 2 vào quý 3 năm nay. Theo kế hoạch này, Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh ngoài không gian vào nửa cuối năm nay đến nửa đầu năm tới. Thiên Cung 2 là một tàu vũ trụ được phát triển trên cơ sở tàu Thiên Cung 1, có thiết kế tương tự Thiên Cung 1 nhưng đảm đương một nhiệm vụ hoàn toàn khác. Thiên Cung 1 là một tàu thăm dò có người lái trong không gian, Thiên Cung 2 là một phòng thí nghiệm trong không gian, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, các vị hành gia sẽ ở lại đó trong một thời gian để tiến hành thí nghiệm trung quốc cho biết công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đang diễn ra đúng tiến độ tham vọng của trung quốc là xây dựng được một trạm không gian cho riêng mình tương tự như trạm is